Hải Yến xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, ai cũng biết rằng trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có các đại dương nước lỏng rộng lớn trên bề mặt. Tuy nhiên, làm thế nào để lượng nước khổng lồ này có mặt trên trái đất vẫn là một bí ẩn. Nhiều năm qua, các nhà địa chất hành tinh vẫn luôn tìm kiếm nguồn gốc của nước trên trái đất, nhưng họ vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời cuối cùng. Sự thật về nguồn nước trên trái đất vẫn đặt ra nhiều thách thức cho giới nghiên cứu. Mới đây, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới, James Webb, vừa có cái nhìn tinh quái về một sao chổi gần trái đất. Điều thú vị là nó đã lần đầu tiên phát hiện nước có trong sao chổi này. Đây có thể là một phát hiện mang tính đột phá, lý giải về nguồn gốc của nước trên hành tinh xanh của chúng ta. Vậy sao chổi này nằm ở đâu trong hệ mặt trời? Liệu đây có phải là thứ đã chở nước đến trái đất hay không? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA được biết đến nhiều nhất với khả năng nhìn ngược quá khứ, trở về thời kỳ bình minh của vũ trụ sơ khai, để tìm kiếm những ngôi sao, những thiên hà đầu tiên của vũ trụ. Tuy nhiên, thi thoảng nó cũng gây bất ngờ với những khám phá tuyệt vời ngay trong hệ mặt trời của chúng ta. Mới đây, NASA cho biết, kính viễn vọng không gian James Webb của họ vừa phát hiện nước xung quanh một sao chổi rất gần trái đất. Khỏi phải nói, thông tin thú vị này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của giới khoa học. Từ lâu, người ta đã băn khoăn về nguồn nước dồi dào trên trái đất đến từ đâu. Nó có nguồn gốc từ nội tại bên trong hành tinh hay có nguồn gốc từ bên ngoài vũ trụ? Hoặc có chăng nó đến từ cả hai? Những câu hỏi ấy cứ cuốn lấy các nhà khoa học hết năm này đến năm khác. Cuối cùng, phát hiện mới này có thể giúp giải quyết bí ẩn bấy lâu nay mà họ đang tìm kiếm. Sao chổi được James Webb để mắt tới là sao chổi 238P Drift, là một sao chổi nằm trong vành đai tiểu hành tinh ở giữa quỹ đạo của hỏa tinh và mộc tinh. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2005 bởi nhà thiên văn học Michael T. Reese. Vì vậy, nó được đặt tên là 238P, hoặc bạn cũng có thể gọi nó là sao chổi Reese theo tên nhà thiên văn học phát hiện ra nó. Những quan sát sau đó tiết lộ, 238P có một hạt nhân với đường kính khoảng 600m. Nó có quỹ đạo quanh mặt trời, với chu kỳ quỹ đạo là khoảng 5,63 năm. Nghĩa là cứ sau 5,63 năm, nó hoàn thành một vòng bay quanh mặt trời. Ở điểm cận nhật, nó cách mặt trời khoảng 2,37 đơn vị thiên văn AU, tương đương 356 triệu km. Còn ở điểm viễn nhật, nó cách mặt trời khoảng 3,97 AU, tương đương 596 triệu km. Cũng giống như những sao chổi điển hình khác, 238P cũng có trạng thái hôn mê truyền thống, nghĩa là nó có cấu tạo chủ yếu từ băng nước. Khi lại gần mặt trời, nhiệt độ gia tăng làm băng thăng hoa dưới dạng khí và bụi. Dưới áp suất của gió mặt trời tạo nên cái đuôi dài có hình dạng giống cái chổi. Đây là hình ảnh màu xanh lam rực rỡ của sao chổi 238P được chụp bởi James Webb. Các bạn có thể thấy, nó được bao quanh bởi một đám mây khí và bụi, gọi là quầng sáng. Khi James Webb phân tích quầng sáng này bằng một thiết bị cận hồng ngoại, nó phát hiện ra rằng khí bao quanh sao chổi bao gồm phần lớn là hơi nước. Điều này ngụ ý rằng sao chổi có khả năng chứa nước đóng băng, không loại trừ khả năng nước này có từ hệ mặt trời sơ khai, bắt nguồn từ cách đây khoảng 4,5 tỷ năm trước. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện nước trên sao chổi. Thực tế, các nhà khoa học đã phát hiện nước đóng băng bên trong các sao chổi ở vùng xa của hệ mặt trời. Chúng là những sao chổi đến từ vành đai Kuiper và đám mây Oort nằm ngoài quỹ đạo hải phương tinh, cách trái đất hàng tỷ km. Tuy nhiên, khám phá về sao chổi 238P xác nhận rằng băng nước từ hệ mặt trời sơ khai có thể được bảo quản gần mặt trời hơn rất nhiều. Đây là điều đã được dự đoán từ lâu nhưng chưa bao giờ được chứng minh. James Webb đã lần đầu tiên chứng thực điều này. Nó gợi ý rằng nước trong hệ mặt trời sơ khai có thể được bảo quản trong vành đai các tiểu hành tinh chính của hệ mặt trời.
nhà thiên văn học Michael Culley tại Đại học Maryland, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. Trước đây, chúng tôi đã thấy các vật thể trong vành đai chính với đủ đặc điểm của sao Trôi. Nhưng với dữ liệu quang phổ chính xác này từ James Webb, chúng tôi mới có thể chắc chắn băng nước đang tạo ra hiệu ứng đó. Việc phát hiện ra hơi nước xung quanh sao Trôi 238P, một sao Trôi rất gần trái đất, một lần nữa củng cố lý thuyết cho rằng nước trên trái đất có thể có nguồn gốc từ sao Trôi. Các khám phá trước đây đã hé lộ, nước trên trái đất có nguồn gốc từ bên ngoài vũ trụ. Nhiều khả năng, chính những sao Trôi đã mang nước đến hành tinh của chúng ta thông qua những vụ va chạm bạo lực ngay sau khi trái đất hình thành, cách đây khoảng 4,5 tỷ năm trước. Tuy nhiên, liệu sao Trôi có thể cung cấp toàn bộ lượng nước dồi dào trên hành tinh của chúng ta, hay còn nhiều những nguyên nhân khác, như nước còn được cung cấp bởi các nguồn nội tại của hành tinh, từ trong lòng đất hoặc từ các hoạt động núi lửa? Tất cả những điều này cần phải có thời gian để các nhà khoa học kiểm chứng. Việc phát hiện ra hơi nước xung quanh sao Trôi gần trái đất không phải là điều bất ngờ duy nhất mà James Webb mang đến. Nghiên cứu mới của James Webb còn mang đến một bí ẩn khác, đó là việc sao Trôi 238P không có carbon dioxide, thứ thường thấy trong các sao Trôi đã biết. Theo những tính toán trước đây, CO2 chiếm tới 10% trong hợp chất bay hơi của sao Trôi. Nhưng với sao Trôi 238P lại khác, dường như nó không có CO2. Vậy điều gì đã khiến sao Trôi này không có CO2 như những sao Trôi khác? Các nhà khoa học đưa ra hai lý do. Thứ nhất là sao Trôi 238P có thể được hình thành từ một khu vực không có hợp chất này, dẫn đến việc sao Trôi hình thành mà không có CO2. Thứ hai là 238P vốn dĩ có CO2, nhưng nó đã bị bốc hơi qua hàng tỷ năm dưới sức nóng của mặt trời. Việc quan sát một sao Trôi chi tiết đến như vậy là kỳ tích với James Webb. Lần đầu tiên, chúng ta khám phá phát hiện hơi nước trong một sao Trôi gần trái đất như vậy. Giờ đây, nhóm nghiên cứu dự định sẽ phóng một tàu vũ trụ đến vành đai tiểu hành tinh chính nhằm thu thập mẫu vật từ sao Trôi 238P và các sao Trôi tương tự. Điều này có thể giúp các nhà khoa học tìm ra cách nước được phân phối khắp hệ mặt trời, đặt nền móng cho sự sống trên trái đất phát triển. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy nước, và chúng ta không biết tại sao nước lại tồn tại ở đây nhiều như vậy mà không phải là trên các hành tinh khác. Nhiều nhà khoa học tin rằng, nếu con người tìm được chính xác nguồn gốc của nước trên trái đất, chúng ta có thể dự đoán tốt hơn về sự sống bên ngoài vũ trụ. Hy vọng rằng trong thời gian tới, James Webb sẽ có thêm những phát hiện mới để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì đã và đang xảy ra trong vũ trụ. Đến đây, video của Tốt Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!